Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức 24 giờ News. Hôm nay thì mình xin chia sẻ với tất cả các bạn một cái nội dung về tâm tư của những người dân Hà Tĩnh nói lên cái suy nghĩ về cái khoản tiền cứu trợ miền Trung của nghệ sĩ Hoài Linh là hơn 13 tỷ đồng được các mạnh thường quân gửi vào tài khoản anh ấy vào cuối năm ngoái và chúng ta hãy cùng đi xem phần nội dung này. Người dân vùng lũ Hà Tĩnh nói về khoản 13,7 tỷ đồng quyên góp của nghệ sĩ Hoài Linh khi nước rút mới là lúc cần cứu trợ nhất một nắm khi đói bằng một gói khi no. Đa số những người dân trong diện được nhận từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh đều bất ngờ và không hiểu lý do tại sao 6 tháng qua mà qua vẫn chưa được trao đến tận tay họ. Những ngày vừa qua, dư luận đang bàn tán xôn xao về việc nghệ sĩ Hoài Linh bị bà Nguyễn Phương Hằng tố chưa chuyển gần 14 tỷ đồng tiền từ thiện quyên góp cho đồng bào vùng lũ miền Trung. Trước những thông tin gây xôn xao dư luận, tối ngày 25 tháng 5, Nghệ sĩ Hoài Linh đã chia sẻ đoạn clip đích thân lên tiếng làm rõ về câu chuyện từ thiện. Trong clip, nam nghệ sĩ khẳng định mình không biến thủ số tiền từ thiện miền Trung này và cho biết sẽ không đánh đổi sự nghiệp 30 năm bằng mười mấy tỷ. Nam nghệ sĩ khẳng định đã liên hệ với các địa phương để thực hiện các công việc thiện nguyện còn đang dang dở để chứng minh cho lời nói của mình. Nghệ sĩ Hoài Linh cũng chia sẻ loạt giấy tờ của chính quyền xã, huyện địa phương như tỉnh Quảng Bình, Quảng Nam Hà Tĩnh, vân vân xác nhận rằng nam nghệ sĩ đã liên lạc và có kế hoạch trao lại khoản tiền từ thiện. Sau khi nghệ sĩ Hoài Linh lên tiếng giải thích lý do của sự chậm trễ là do dịch bệnh, dư luận vẫn không khỏi thất vọng và có những ý kiến trái chiều. Thậm chí có người còn phanh phui dù không đi miền Trung, nghệ sĩ Hoài Linh vẫn tham gia đi từ thiện với một nhận hàng ở Điện Biên. Để có cái nhìn khách quan về vụ việc này, phóng viên đã tìm đến những địa phương ở huyện Đức Thọ và Cẩm xuyên hai huyện được ghi tên trong giấy tờ thiện nguyện mà nghệ sĩ Hoài Linh cung cấp là người trực tiếp nhận được thông tin rằng xã Quang Vững, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh sẽ nhận được quà từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh. Ông Nguyễn Quang Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết, ngày 22 tháng 4, ông nhận được thông tin trong xã mình sẽ nhận được 250 suất từ thiện, dự kiến mỗi suất 1 triệu đồng. Đến ngày 27 tháng 4, cán bộ huyện tiếp tục nhắn tin cho ông Việt gửi danh sách những hộ dân được nhận quà lên cho Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Hà Tĩnh. Theo chương trình, nghệ sĩ Hoài Linh sẽ về tặng quà cho bà con nhân dân, các hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng khiếm thính, khiếm thị, riêng xã Quang Vĩnh, chúng tôi được dự kiến hỗ trợ 250 suất. Tuy nhiên, khi đã có đầy đủ danh sách, thì chúng tôi lại nhận được văn bản hoãn nhận quà ngày 11 tháng 5. Ông Việt nói trong khoảng thời gian lũ lụt, lụt đến bây giờ có khoảng 200 đoàn từ thiện đến giúp đỡ xã chúng tôi nhưng đa số họ đến trước Tết từ ngoài Tết đến giờ gần như không có đoàn nào. Tôi có nghe câu chuyện nghệ sĩ Hoài Linh nhận được số tiền 14 tỷ đồng từ các mạnh thường quân từ tháng 11 để giúp đỡ bà con miền Trung nhưng không hiểu lý do gì vẫn chưa giải ngân. Ông Việt nói thêm trong câu chuyện với phóng viên ông Việt cho hay do thời gian từ lúc gặp lũ lụt. lụt đến bây giờ đã khá dài, khiến ông không nhớ đoàn từ thiện cuối cùng đến giúp người dân là khi nào. Bởi vậy, nhiều người dân không khỏi bất ngờ khi biết được thông tin về khoản tiền từ thiện của nghệ sĩ Hài Hoài Hoài Lưng. Thôn Tiền Phong, xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh là địa phương bên ngoài đê, nơi hợp lưu của sông La và sông Lam, nên trước đây là nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất của huyện Đức Thọ trong đợt lũ miền Trung lịch sử. Trải qua 6 tháng khắc phục hậu quả Cùng với việc nhận được sự ủng hộ của các đoàn thiện nguyện, doanh nghiệp, các mạnh thường quân, cuộc sống người dân trong thôn đã dần ổn định. Nói về món quà đoàn nghệ sĩ Hoài Linh dự định sẽ trao tặng những hộ dân trong thôn, ai nấy đều không khỏi bất ngờ. Anh Nguyễn Trường Sinh, trưởng thôn Tiền Phong, xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết anh rất bất ngờ khi nhận được thông tin thôn sẽ được 15 suất từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh thông qua Ủy ban Nhân dân xã. Thôn Tiền Phong chúng tôi là thôn thiệt hại nặng nề nhất ở huyện Đức Thọ trong trận lũ lịch sử vừa qua. Trước Tết, thôn chúng tôi có rất nhiều đoàn thiện nguyện đến ủng hộ. Nhưng từ sau Tết đến giờ không có ai cả. Thực sự tôi bất ngờ khi nhận được thông tin nghệ sĩ Hoài Linh sẽ tặng quà cho huyện Đức Thọ nói chung và người dân thôn Tiền Phong nói riêng. Anh Sinh nói, theo anh Sinh, sau khi bà Phương Hằng phát biểu trên mạng, tố nghệ sĩ Hải Hoài Linh vẫn còn giữ tiền quyên góp, anh mới biết miền Trung được nhận số tiền ủng hộ hơn 13 tỷ đồng từ các mạnh thường quân khắp cả nước. Đánh giá về việc sau 6 tháng mà người dân vẫn chưa nhận được quà từ thiện, anh Sinh cho rằng nghệ sĩ Hoài Linh giải ngân muộn. Sau khi nước rút được vài ngày, chúng tôi được rất nhiều đoàn từ thiện giúp đỡ để khắc phục hậu quả. Sau hơn 2 tháng thì cuộc sống người dân đã đi vào ổn định. Người ít cũng được giúp 500.000 đồng Người nhiều thì được 10 triệu Đó cũng là lúc chúng tôi khó khăn nhất Và cần cứu trợ nhất Nếu nhận được hỗ trợ từ nghệ sĩ Hoài Lưng Lúc đó thì cực kỳ quan trọng Và đáng quý Tất nhiên tiền hỗ trợ của mạnh thường quân Lúc nào cũng quý giá Khi biết tin ai cũng vui Nhưng vào đúng thời điểm này Cuộc sống của chúng tôi đã ổn định Mà trao quà tặng Thì đồng tiền sẽ giảm giá trị 10 lần Đúng với câu nói Một nắm khi đói bằng một gói khi no anh Sinh nhận định nhà tránh lũ hàng tỷ đồng hoàn thành sắp tới mùa lũ năm nay nhưng tiền hỗ trợ nghệ sĩ Hoài Linh vẫn chưa đến tay người dân. Đứng trước công trình nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh lũ, bảo lũ ở thôn Tiền Phong, ông Nguyễn Quang Việt tự hào sau khoảng 5 tháng, công trình đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng. Nơi đây không chỉ giúp người dân vùng lũ có điểm sinh hoạt văn hóa, cải thiện chất lượng cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, mà còn là nơi trú ẩn cho người dân khi thiên tai, lụt bão xảy ra. Được biết nhà văn hóa này được xây dựng nhờ sự ủng hộ của vợ chồng Công Vinh và Thủy Tiên. Các mạnh thường quân và một số doanh nghiệp. Thế nhưng khi công trình này xây xong, xã Quang Vĩnh vẫn chưa nhận được quà từ thiện ủng hộ người dân lũ lụ lụt từ nghệ sĩ Hoài Linh. Cũng giống như thôn Tiền Phong, thôn Văn Khang, xã Tùng Châu, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh cũng đã kháng thành nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bảo lũ. Trong cuộc chiến với thiên tai, thôn Văn Khang là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất tại xã Tùng Châu. Chính vì vậy, nơi đây cũng nằm trong danh sách sẽ nhận được 30 xuất quà từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh. Ông Đào Minh, trưởng thôn Văn Khang cho biết, ông nhận được thông tin một số hộ dân trong thôn sẽ nhận được quà từ nghệ sĩ Hoài Linh cách đây gần một tháng. Trên xã điện về cho chúng tôi, chọn 30 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn để nhận quà trước ngày 11 tháng 5, nhưng đến nay vẫn chưa có. Chúng tôi cũng không biết lý do vì sao đã có những người dân hỏi tôi rằng tại sao lâu có quà vậy nhưng tôi cũng không trả lời được ông đào minh nói theo vị trưởng thôn văn khang trong đợt lũ cuối năm ngoái thôn nhận được nhiều sự giúp đỡ của các đoàn thiện nguyện các nhà hảo tâm họ tặng trực tiếp cho người dân để tái thiết lại cuộc sống thậm chí mua trâu bò cho người dân chăn nuôi thời gian các đoàn thiện nguyện hỗ trợ không kéo dài lâu đâu sau khi mưa rút được khoảng một tháng thôi còn từ đấy đến bây giờ vẫn chưa có đoàn nào Vậy nên tôi rất bất ngờ với món quà của nghệ sĩ Hoài Lưng. 6 tháng rồi, người dân vẫn chưa được nhận quà, mà nghệ sĩ lại lý do là dịch bệnh thì chưa thuyết phục. Ông Đoàn Minh nói thêm, ông Minh cho rằng nghệ sĩ Hoài Lưng nên hỗ trợ sau lúc nước lũ rút vài ngày, để chậm trễ như vậy thì mất hết ý nghĩa. Bây giờ thì chẳng ai nói là hỗ trợ lũ lụt, trong khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp cả. Trận lũ đã qua rồi, công trình chống lũ chúng tôi cũng đã hoàn thành trong 5 tháng mà không hiểu lý do gì mà nghệ sĩ Hoài Linh vẫn chưa giải ngân. Tất nhiên, chẳng ai từ chối và giận những món quà của Mạnh Thường Quân đến muộn, nhưng bây giờ chuẩn bị đón mùa bão lũ năm 2021 rồi mà chưa thấy. Theo cá nhân tôi mong muốn, nghệ sĩ Hoài Linh nên khẩn trương chuyển tiền cho bà con như lời hứa để lấy lại niềm tin cho người dân, ông Đào Minh nhấn mạnh. Trong khi đó, vị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, địa phương nằm trong danh sách được nhận 160 suất hỗ trợ cho người dân khẳng định. Nếu muốn hỗ trợ người dân ảnh hưởng của mưa lũ, các mạnh thường quân nên hỗ trợ khẩn trương, còn muộn thì nên hỗ trợ xây công trình tránh lũ lụ lụt. Vì cuộc sống người dân sau nhiều tháng đã trở lại bình thường rồi. Thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Tôi biết được xã Cẩm Vịnh sẽ được nhận 160 xuất quà của đoàn thiện nguyện thành phố Hồ Chí Minh, chứ không nói rõ đó là quà của nghệ sĩ Hoài Linh, nên khi biết tin tôi rất bất ngờ. Đã 6 tháng kể từ khi lũ lụt, lụt người dân địa phương chúng tôi bây giờ đã ổn định, thì nên ủng hộ đầu tư cho các công trình phúc lợi sẽ tốt hơn. Ủng hộ tuy rất quý, nhưng phải xem thời điểm nào người dân cần nhất. Tôi ví dụ khi nước lũ dâng cao, một gia đình rất khá giả, họ phải lên tầng 2 tránh lũ. Lúc đó họ rất cần một thùng mì tôm mà chúng ta tặng, mì tôm mới giá trị. Hiện tại người dân địa phương chúng tôi đã thu hoạch xong mùa màng, lúa chất đầy nhà rồi. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Vịnh nói, chúng tôi vẫn sẽ đợi. Mặc dù cuộc sống người dân hiện nay đã đi vào ổn định sau cơn lũ lịch sử, nhưng vẫn còn một số hộ gia đình chưa khắc phục triệt để hậu quả do thiên tai để lại đó là những người dân không có đất canh tác tại thôn Tiền Phong, xã Quảng Vĩnh. Quanh năm, họ chỉ sinh sống bằng nghề trài lưới trên sông. Khi biết tin được nhận quà từ nghệ sĩ Hoài Linh, họ bất ngờ vui mừng và chờ đợi bởi đối với họ, số tiền 1 triệu đồng là rất lớn. Ông Nguyễn Văn Đán, một trong những hộ dân trong danh sách nhận được tiền hỗ trợ từ nghệ sĩ Hoài Linh cho biết, đợt lũ năm ngoái nhà ông bị ảnh hưởng nặng nề. Đợt lũ năm ngoái, nhà ông bị ảnh hưởng nặng nề. Có những đợt không có cơm, cả mì tôm để ăn. Thậm chí sau đó vợ tôi, con tôi ngã bệnh. Nhưng rất may có những đoàn thiện nguyện giúp đỡ nên đã giảm khó khăn đi phần nào. Hiện tại, cơn lũ lụt đã qua đi vài tháng và rất lâu rồi chưa có đoàn từ thiện nào đến. Nên chúng tôi rất bất ngờ khi biết tin mình sẽ được nhận một phần quà từ nghệ sĩ Hoài Linh. Tôi nghe thấy thông tin này cũng khá lâu rồi nhưng chưa nhận được mà không biết có hay không nhưng mãi không thấy đến. Có thể vì lý do gì đó nhưng chúng tôi vẫn sẽ đợi, ông đã nói. Cũng giống như ông Đán, nhiều hộ dân nghèo khi biết tin sắp được nhận quà của nghệ sĩ Hoài Linh đang rất trong ngóng món quà này. Anh Nguyễn Văn Lưu cho hay bản thân rất vui khi biết mình nhận được quà của nghệ sĩ Hoài Linh. Trong khoảng thời gian đối diện với dòng nước lũ lịch sử, tôi lại bị ốm và nằm liệt một chỗ, gia đình cũng không bê kịp một số đồ điện tử nên bị thiệt hại nặng nề khó khăn nhất lúc đó chính là thức ăn nhưng rất may các đoàn thiện nguyện hỗ trợ cả về lương thực thực phẩm tiền mặt hồi đó nhận được mấy trăm nghìn là vui lắm rồi anh lưu nhớ lại bảng đi một thời gian chúng tôi có thông báo nhận được một xuất quà từ chú hoài Linh, nên tôi rất bất ngờ trước đây tôi cũng theo dõi thông tin trên facebook của chú chú công bố bao nhiêu tỷ tôi cũng biết còn về việc chú chưa chuyển tiền thì cũng có thể thông cảm vì một số vấn đề khách quan như dịch bệnh anh lưu nói